Nhiệt liệt chào mừng hai đội bóng FC anh em FC 6:30 ra quân trong khuôn khổ vòng 2 giải bóng đá phong trào Trung Minh mở rộng Cúp Suaqua lần 1 năm 2020. Xin chào quý các bạn. Như vậy một tuần nữa đã trôi qua và chúng ta sẽ đến với giải bóng đá Trung Minh mở rộng Cúp Suaqua lần 1 năm 2020, vòng đấu thứ 2. Và tiếng còi bắt đầu trận đấu đã được vang lên. Trận đấu đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay đó là cuộc đấu sức giữa FC anh em và FC 6:30. Ở trong hiệp 1 này thì các thủ 6:30 họ sẽ trong trang phục áo hồng, quần đen và bảo vệ khung thành phía bên tay trái. Trong khi đó thì anh em họ sẽ là những người trong trang phục áo xanh quần xanh và bảo vệ khung thành phía bên tay phải. Quả đá biên đầu tiên dành cho các cầu thủ áo hồng. Và ngày hôm nay họ sẽ gồm có những cầu thủ như sau. Thủ thành mang áo số 1 Nguyễn Mạnh Cường, số 6 Hoàng Xuân Trường, số 7 Hoàng Minh Đức, số 9 Nguyễn Văn Tự Nhiên, số 10 Hà Thanh Bình, số 18 Nguyễn Văn Thắng và số 34 Trần Quang Hiện. Và bên phía anh em ngày hôm nay, 7 cầu thủ thi đấu chính thức sẽ bao gồm có số 2 Nguyễn Ngọc Khương, số 5 Trần Viết Cường, số 6 Bùi Minh Thức, số 7 Nguyễn Đức Thành, số 11 Phạm Duy Tường, số 12 Nguyễn Tiến Thành và số 14 Đặng Quốc Dũng. 6:30 đang là những người chủ động hơn trong những phút thi đấu đầu tiên này. Ở vòng đấu đầu tiên diễn ra vào chiều thứ tư tuần trước, vòng đấu khai màn của giải bóng đá Trung Minh mở rộng Cúp Suaqua, thì các thủ FC anh em đã có trận hòa không đều với FC 246. Trong khi đó thì 6:30 họ đã phải nhận một trận thua tương đối bẽ bàng trước các thủ FC Tiger với tỷ số đậm đà là 3-0. Cú sút khá nguy hiểm. Vừa rồi là tình huống ra chân đến từ phía cầu thủ số 18 Văn Thắng. Văn Thắng cũng là một trong số những cầu thủ thi đấu tốt nhất trong đội hình của 6:30 ở vòng đấu ra quân. Thế nhưng đáng tiếc là cầu thủ áo số 18 một mình anh là không đủ.
Ở trận đấu trước thì Văn Thắng là người thi đấu ở vị trí trung vệ, nhưng ngày hôm nay thì có vẻ như anh đang thi đấu vị trí hậu vệ cánh trái. Bóng đã ra ngoài biên. Và lúc này trên bảng xếp hạng chúng ta với 6 đội bóng tham dự giải bóng đá trung hình mở rộng Cúp Suwa thì đứng đầu đang là FC Tiger với 3 điểm trọn vẹn. Tiếp theo đó là FC 84 cũng với 3 điểm. Anh Em và 246 với trận hòa của họ cùng chia điểm với 1 điểm và đứng ở vị trí thứ 3 và vị trí thứ 4. Trong khi đó thì 357 và 630 với 2 trận thua thì họ xếp lần lượt ở vị trí thứ 5 và vị trí thứ 6. Cả Anh Em và 630 họ không đạt được những điểm số tối đa trong trận đấu ra quân. Và rõ ràng trận đấu thứ hai này họ rất quyết tâm, không bao. Cơ hội đầu tiên lại đến với Anh Em. Đó là tình huống nguy hiểm đầu tiên mà họ đã tạo được. Rất tiếc là trong pha bóng vừa rồi thì số 14 Quốc Dũng đã không thể đánh bại được thủ thành bên phía 6:30, đó là Mạnh Cường. Thêm một tình huống nguy hiểm nữa. Trở vòng chỉ hơn 1 phút thì thủ thành Mạnh Cường đã phải gặp những sức ép đến từ phía các cầu thủ xanh. 6:30 là đội bóng nhập cuộc tốt hơn, nhưng chính Anh Em mới là những người có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Cường chuyển không được. Đáng tiếc là ở phía trên số 10 Thanh Bình đã không thể đỡ được bóng. Cường chuyển tốt, hơi chậm. Văn Thắng là người đã cướp được bóng. Tình huống tấn công dành cho 6:30. À, xử lý kỹ thuật nhưng không thành công. Tiếp tục bóng đến vị trí của Văn Thắng. Đức Thành. Những tình huống đã chuyển sang ngang nguy hiểm như vừa rồi là không nên một chút nào. Đường chuyền về của Mạnh Hùng rất khó khăn dành cho Ngọc Khương ở phía trên. Mỗi khi mà cầu thủ mã số 2 bên phía Anh Em đang chờ để nhận những trái bóng từ đồng đội thì Văn Thắng ngay lập tức ở phía sau bứt lên để cắt bóng. Viết Cường. Trước sức ép đến từ 6:30 thì hàng phòng ngự của Anh Em đã gặp lúng túng. Quả đá biên dành cho đội bóng áo hồng. Quang Hiện sẽ là người thực hiện quả đá biên này. Không phải. Bóng được nhường dành cho Thanh Bình. Thanh Bình. Tình huống phối hợp không được rồi. Và dứt điểm với ý đồ không thật sự quá tốt đến từ phía 6:30. Đức Thành. Tôi thấy các hậu vệ bên phía 6:30 họ cũng áp sát rất nhanh. Nhưng đây là một đường chuyền lỗi. Tiếng còi trọng tài đã vang lên. Viết Cường. Nguy hiểm. Vừa rồi thì thủ thành bên phía 6:30 đã phá đâm bóng. Vậy đó là tình huống mà các cầu thủ bên phía 6:30 sẽ được nhận một quả đá phạt. Không phải. Trọng tài xác định lỗi đến từ phía tiền đạo của 6:30.
tình huống phạm lỗi với thủ môn, có lẽ là như vậy. Quả đá biên dành cho các cầu thủ 6-30. Thêm một tình huống xử lý nhanh nữa. Và ra trận vừa rồi là của Xuân Trường. Rất tốt. Phạm lỗi rồi. Tình huống mà đội trưởng bên phía 6-30 đó là Minh Đức đã áp sát và cướp được trái bóng, buộc hậu vệ bên phía anh em phải phạm lỗi. Người phạm lỗi trong tình huống vừa rồi là Viết Cường. Và cũng chính Hoàng Minh Đức sẽ là người thực hiện quả đá phạt này. Minh Đức, một cú sút thẳng nguy hiểm. Vẫn còn. Có vẻ như sóng gió đã trôi qua. Rất nhiều những cú sút đã được 6-10 thực hiện. Không được. Bóng đến đúng vị trí thủ môn. Sẽ có quả đá phạt góc dành cho đội bóng áo xanh. Trung vệ tự nhiên. Trung vệ mang áo số 9, số áo của một tiền đạo. Là người đã thay vị trí của Văn Thắng ở trận đấu trước. Được chuyện. Rồi phạt công dành cho 6-30. Vẫn còn lợi thế. Rất hay. Ôi, không vào. Lần này đến lượt thủ thành bên phía anh em là người đã trổ tài. Nhưng cũng phải kể đến cú sút vừa rồi của đội trưởng Minh Đức, bóng cũng không đi quá khó. 6-10 đã có những câu trả lời tương đối nặng ký về phòng ngự bên phía FC anh em. Tiếp tục là một quả đá biên và tiếp tục Văn Thắng là người thực hiện. Bóng đã được phá lên. Rất tiếc dành cho cầu thủ mã số 6 bên phía FC anh em, Minh Thức. Anh đã để bóng chạm tay. Nếu như không chơi bóng một cách gọn gàng hơn thì hoàn toàn có thể xảy ra tình huống 2-1. Và khi đó cơ hội sẽ được mở ra dành cho đội bóng xanh. Văn Thắng, tình huống cầu bồng. Những đường trượt dài của Văn Thắng vẫn chưa mang đến những sự chính xác. Quả đá biên dành cho các cầu thủ FC anh em. Đức Thành. Không vào. Người chạm bóng cuối cùng là số 14 Quốc Dũng. Minh Đức. Đường trượt không thành công. Không phải là cú dứt điểm từ xa. Không được. Tự nhiên Văn Thắng. Nguy hiểm. Bóng bất ngờ đến với vị trí của tiền đạo Hồng. Và ngay lập tức thì cú chạm đầu của số 34 Quang Hiện đã mang đến rất nhiều những sự khó khăn dành cho thủ thành bên phía anh em. Tình huống tổ chức tấn công bất ngờ được tạo nên bởi 6:30.
suýt chút nữa nó đã làm nên chuyện. Và đá phạt góc. Đấy đâu. Và chạm bóng sau đó thì không mang lại sự nguy hiểm giống như tình huống đánh đầu cách đây chưa đầy một phút. Ngọc Khương. Ngọc Khương khớp qua được Văn Thắng. Phạt công dành cho 6:30. Tuy sau đó thì Văn Thắng cũng xử lý tình huống không thực sự tỉnh táo. Trận đấu giữa các cầu thủ anh em và 6:30 là trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ vòng 2 của giải bóng đá trung bình mở rộng Cúp Sô A Hòa. Đấu diễn ra vào lúc 17:30. Ngay sau khi kết thúc trận đấu đầu tiên này, chúng ta sẽ có hai trận bóng tiếp theo. Ở lúc 18:45 là cuộc đọ sức giữa FC84 và FC246. Trong khi đó trận đấu cuối cùng vào lúc 20:00 đó là 357 gặp Tiger. Quả đá phạt dành cho FC anh em. Và đến ngay cả thủ môn bên phía đội áo xanh cũng đã lên tham gia tấn công rất mạo hiểm. Cú sút. Bóng vẫn đang trong chân của đội áo xanh. Phạm lỗi rồi. Sẽ là quả đá phạt check theo hướng cánh trái trên con đường tấn công của FC anh em. Đường chuyền bóng là Minh Thức. Minh Thức. Đó có lẽ là đường chuyền về phía góc gần dành cho đồng đội. Cũng như vòng đấu đầu tiên thì các trận đấu của giải bóng đá trung bình mở rộng Cúp Sô A Hòa được sự quan tâm theo dõi của rất nhiều những quý vị khán giả đang có mặt ở trên sân, cũng như các khán giả theo dõi qua live stream trên fanpage bóng đá sân 7 và sân cỏ 365. Và nếu như các quý vị khán giả chúng ta có thể tiện tay thì hãy cùng đưa ra những dự đoán về kết quả của trận đấu này, trận đấu giữa FC anh em và 6:30. Và cũng đừng quên like và share video này để lan tỏa hơn đến bóng đá Hòa Bình nói riêng và bóng đá phong trào nói chung. Đã có lỗi đẩy sau của tiền đạo bên phía 6:30. Ngay lập tức là những cái bóng hoa hồng, họ tổ chức pressing ngay từ phần sân của các cầu thủ FC anh em. Nguy hiểm. Bóng đã đi hết đường biên ngang. Hàng phòng ngự của FC anh em vẫn chưa lấy lại được những sự tập trung của mình. Họ vẫn đang để cho các tiền đạo bên phía 6:10 đưa ra những tình huống áp sát và gặp rất nhiều nguy hiểm. Phạm lỗi rồi. Pha bóng mà thủ thành bên phía 6:30 là người nhanh hơn. Tình huống đó thì số 5 của FC anh em là Viết Cường cũng hơi ham bóng. Văn Thắng. Khá nhiều những tình huống câu bổng trực tiếp về khung thành đối phương của các cầu thủ bên phía 6:30. Không thành công. Vậy đó là tình huống đá phạt dành cho các cầu thủ 6:30. Văn Thắng. Ở
bóng vẫn đang luẩn quẩn tại khu vực sân nhà của các cầu thủ FC anh em. Bây giờ sẽ là quả đá phạt với cự ly gần hơn những tình huống đá phạt trước đó của 6:30. Vẫn chưa rõ ý đồ của các cầu thủ áo hồng cho tình huống đá phạt này như thế nào. Đó là đường chuyền dành cho Văn Thắng. Đường chuyền hơi non. Tuy nhiên vẫn sẽ có thêm một quả đá phạt nữa dành cho đội bóng áo hồng. Khi mà vừa rồi thì trung vệ mang áo số 32 Mạnh Hùng là người đã có tình huống kê chân. Liệu rằng quả đá phạt thứ hai này thì kịch bản có khác đi hay không? Và có được thực hiện tốt hơn hay không bởi các cầu thủ 6:30. Có vẻ như tiếp tục Văn Thắng sẽ là người thực hiện quả đá phạt này. Tuy nhiên ở phía bên cạnh thì đội trưởng Minh Đức cũng đang chờ đợi cho một đường chuyền. Và bên cạnh Văn Thắng cũng là sự xuất hiện của Thanh Bình. Thanh Bình không được. Anh Bình chủ động đưa bóng về phía góc chữ A của góc xa. Và phớt bóng mạnh của Mạnh Hùng. Vẫn đang là cầu thủ FC anh em. Tình huống phạm lỗi từ phía sau của Minh Đức. Quá sâu. Văn Thắng. Nguy hiểm. Cũng với một kịch bản tương tự thì số 34 đã khiến cho thủ thành của FC anh em phải gặp vất vả. Và lần này thì có lẽ anh chỉ thoát tim thôi. Một bài mà 6:30 họ đã thực hiện sắp thành công. Và hai tình huống mà cầu thủ mang áo số 34 chạm đầu đều mang lại những sự nguy hiểm. Quang Hiện sở hữu cho mình khả năng đánh đầu khá tốt. Mất bóng nguy hiểm, cơ hội dành cho xe anh em. Làm gì đấy? Không ạ. Rất đáng tiếc dành cho đội bóng xanh. Cơ hội vừa rồi được dành cho Ngọc Khương. Tình huống đối mặt 2-1. Ngọc Khương quyết định dứt điểm ngay và trái bóng đã đập vào người của một cầu thủ bên phía 6:30 trước khi đi hết đường biên ngang. Văn Thắng. Đã có lối đẩy người đến từ phía Mạnh Hùng. Thêm một quả đá phạt nữa dành cho các cầu thủ 6:30. Hai quả đá phạt trước đó với một cự ly xa hơn một chút thì họ đều không thành công. Minh Đức. Đường chuyền vào giữa hai người đồng đội. Thêm một cơ hội phản công nữa dành cho anh em. Quá đáng tiếc dành cho Ngọc Khương. Cách đây ít phút thì chính anh là người thực hiện cú sút không thành công. Và bây giờ cũng trong một pha bóng 2-1 thì anh lại đưa ra một đường chuyền quá mạnh dành cho đồng đội. Cơ hội không thể tốt hơn để FC anh em có được một tình huống nguy hiểm. Vẫn là Ngọc Khương.
Phạt công dành cho 6:30. Nguy hiểm. Sau đó là câu trả lời đến từ phía Quang Hiện. Rất hay. Vẫn đang là thua xanh. Dứt điểm ngay. Quang Hiện. Trước bạn đó là Ngọc Khương. Cú sút không vào. Những sức ép liên tiếp được tạo nên bởi hàng công hai bên. Và sau tình huống cản phá vừa rồi thì số 6 sân trường đã gặp một chút vấn đề. Và đổi cánh Minh Thức. Bóng đã được phá lên. Pha bóng rất nguy hiểm. Trước khi mà trận đấu này diễn ra, cách đây chừng hơn 3 tiếng thì trên thành phố Hòa Bình cũng đã có một trận mưa khá to. Nhìn đến thời điểm hiện tại thì sân chúng ta cũng đã thoát, có thể nói là đến 90% nước. Và còn một chút nữa thôi, một chút nước nữa cũng ảnh hưởng đến trái bóng đôi chút, khiến cho các cầu thủ không thể có được những tình huống chạm bóng như ý muốn. Bóng vẫn hơi trơn so với đà chạm bóng của các cầu thủ. Như vậy bên phía anh em chuẩn bị có sự thay đổi người đầu tiên. Cầu thủ bị đau bên phía xe anh em đó là số 4 Quốc Dũng. Như vậy là sự thay đổi người đầu tiên của trận đấu này. Số 4 Quốc Dũng sẽ rời sân và nhường chỗ cho số 4 Trần Minh Hùng. Cùng với đó là Trần Viết Cường, áo số 5 cũng sẽ rời sân để nhường chỗ cho số 15 Nguyễn Đức Dũng. Như vậy là 3 sự thay đổi người liên tiếp. Cầu thủ áo số 8 Nguyễn Minh Hải cũng vào sân. Và người rời sân là số 7 Nguyễn Đức Thành. Với 3 sự thay đổi người. Và liệu rằng ba sự thay đổi người này có mang đến sự hiệu quả hay không? Phạm lỗi rồi. Tình huống phạm lỗi ngay khoảnh khắc mà cầu thủ bên phía 6:30 đã tung cú sút. Tiếp tục Văn Thắng là người đang đứng trước quả bóng này. Nhưng không phải Văn Thắng là người dứt điểm. Và rất nhanh chóng thì hiệp 1 chúng ta đã trôi qua. Cả hai đội bóng đều chọn cho mình một lối chơi tấn công. Và những tình huống rất nhanh được diễn ra ở trong hiệp 1 đã khiến cho chúng ta cảm giác như thời gian trận đấu trôi nhanh hơn. Chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ ít phút. Khi mà khép lại hiệp một trận đấu này chưa có một bàn thắng nào được ghi. Thank you.
Xin chào các bạn, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với sân bóng Trung Minh thuộc thành phố Hòa Bình để chuẩn bị dõi theo hiệp 2 trận đấu giữa anh em và 6:30. Như vậy là tiếng còi bắt đầu hiệp 2 đã được vang lên.
Trận đấu này trong khuôn khổ vòng đấu thứ hai của giải bóng đá trung bình mở rộng quốc gia qua lần 1 năm 2020. Kết thúc hiệp 1 thì hai đội bóng đang tạm thời hòa nhau với tỷ số là 0 đều. Một tỷ số cũng giống như kết quả của trận đấu đầu tiên ra quân của các thủ FC Anh Em với FC 246. Bên phía đội áo xanh họ vẫn chưa một lần được nếm trải cảm giác của bàn thắng, và kể cả FC 6:30 cũng vậy. Trận đầu ra quân họ có một trận thua đậm 0-3. Cả FC Anh Em và 6:30 trong hiệp 1 đều có những cơ hội, nhưng các chân sút đang tỏ ra có phần vô duyên. Điều đó khiến cho kết thúc 25 phút thi đấu đầu tiên vẫn chưa có bất cứ một bàn thắng nào để các khán giả có cơ hội ăn mừng. Dứt điểm từ xa không thành công. Nguy hiểm. Cơ hội dành cho 6:30. Không được rồi. Pha bóng bất cẩn đến từ hàng phòng ngự của FC Anh Em. Suýt chút nữa thì họ đã biếu cho 6:30 một quả, chính xác là một bàn thắng mở tỷ số. Và đá phạt góc. Đường trượt không thành công. Và đổi cánh đây bất cẩn, nhưng sau đó là một pha xử lý không hay của Văn Thắng. Văn Thắng có một tình huống có lẽ là như pha bóng, nhưng không phải là một cú sút. Văn Thắng ở trận đấu ra quân anh thi đấu ở vị trí trung vệ, và tôi cảm giác như trận đấu đó thì Văn Thắng thi đấu hay hơn. Hôm nay anh đá vị trí hậu vệ cánh trái và chưa thể hiện được những phẩm chất của mình. Những tình huống cài đè hay pha bóng qua người rất khéo. Trong hiệp 1 thì chủ yếu cầu thủ áo số 18 thực hiện những tình huống phất bóng dài lên phía trên. Đáng chú ý cho những tình huống phất bóng đó là hai pha mà bóng tìm đến đúng cái đầu của cầu thủ mặc áo số 34 Quang Hiện. Và cầu thủ này cũng đã có những tình huống lai bóng rất nguy hiểm. Vừa rồi là một cơ hội dành cho 6:30 với cú sút quyết đoán của cầu thủ áo hồng. Suýt chút nữa cũng đã làm nên chuyện. Có lẽ tình huống vừa rồi là pha dứt điểm của đội trưởng Minh Đức. Sẽ có quả đá phạt góc dành cho 6:30. Tuấn Trường đánh đầu. Cơ hội phản công dành cho Anh Em. Không được rồi. Tuấn Trường đồng đội đã không thể bắt kịp. Nếu như lúc này bên phía FC Anh Em họ đã thay tới 4 người thì 6:30 họ chưa có bất kỳ một sự thay đổi người nào. Thêm một đường chuyền dài không thành công nữa. Hai đội đang sử dụng quá nhiều những tình huống phất bóng lên phía trên, thiếu đi những tình huống phối hợp ngắn. Những tình huống phối hợp chưa mang lại bất kỳ một sự hiệu quả nào. Văn Thắng bóng đã ra ngoài biên. Cơ hội dành cho 6:30. Quang Hiện không được. Và sọc bóng đầy dũng mãnh của đội trưởng Mạnh Dũng, chính xác là Mạnh Hùng. Đội trưởng Mạnh Hùng bên phía FC Anh Em ngày hôm nay vẫn đang có một trận thi đấu tốt. Mạnh Hùng Văn Thắng
Mặc dù đã bị tác động từ phía sau nhưng Mạnh Hùng có một cản phá chính xác. Và bay người đánh đầu rất đẹp mắt. Mạnh Cường tự nhiên bóng đã ra ngoài biên. Cơ hội tấn công dành cho anh em. Dứt điểm từ xa vẫn là hơi khó. Hơi khó với quyết định dứt điểm vừa rồi, khi mà các cầu thủ phòng ngự bên phía 6 giờ mọi người họ vẫn đang đứng được những vị trí tốt. Đá biên dành cho Báo Xanh. Dứt điểm ngay. Bắt thắng. Thêm một tình huống câu bổng và cũng như những lần trước nó đều không thành công. Mạnh Cường đường trường không thành công của Minh Đức. Dứt điểm từ xa rất nguy hiểm, bóng vừa rồi sang ăn được xuống và trọng tài xác định đó cũng không phải là một bàn thắng và sẽ chỉ có một tình huống phất bóng lên. Sút xa rất nguy hiểm và táo bạo. Và xử lý vừa rồi là của số 9 Bùi Bảo Khánh, thủ vào sân ở trong hiệp thứ hai. Cần phải có hơn những sự bất ngờ như vậy. Đấy! Không được. Vẫn chưa thể đánh bại được Mạnh Cường. Lần này cú sút thuộc về Minh Hùng. Bóng đã chạm vào tay của Quang Hiện. Tiếp tục là Bảo Khánh. Thêm một cú dứt điểm nữa. FC anh em đang gia tăng sức ép. Một sút cuối cùng bên phía FC anh em đã bị kê chân và cầu thủ này đã bị đau. Rất may là đã không có chấn thương. Cùng vậy mà ngã số 32 Mạnh Hùng là người đang đứng trước bóng của quả đá phạt dành cho xe anh em. Được chuyền, dứt điểm ngay và quay người dứt điểm là của Minh Hải. Văn thắng, thêm một đường chuyền dài nữa rất phi bóng. Đường chuyền dài nếu như không có một chủ đích và không có một đích đến nào thì rõ ràng là liên tục trả bóng cho đội bạn. Ừ.
Ông đến chân của FC Anh Em. Dọc biên, Chặn lên. Chưa có khoảng trống để tung ra tình huống dứt điểm. Minh Đức dứt điểm. Đường chuyền nhanh không thành công. Văn Thắng đã cướp được bóng. Trận đấu vẫn đang tiếp tục. Tình huống triển khai bóng rất nhanh được thực hiện bởi cả hai bên. Minh Hải, Bảo Khánh. Khánh không thể vượt qua được Văn Thắng. Đức Dũng. Bảo Khánh. Không được. Đường truyền cuối cùng là của Minh Thức. Và chuyền bóng khá bài. Nó lại đi sửa lưng của đồng đội Đức Dũng. Bên phía xe anh em chuẩn bị có sự thật đấy người. Nguy hiểm. Tiếng còi đã vang lên. Đó là quả bóng phạm lỗi thuộc về tiền đạo của các cầu thủ 6:30. Vẫn là Văn Thắng. Như vậy là Minh Hùng thủ môn số 4 vừa vào sân ở trong phút cuối hiệp 1. Bên phía xanh em đã rời sân để nhường chỗ cho số 60 Trương Xuân Tuấn. Quá khó. Những đường truyền của chính hai bên đến từ hàng tiền vệ rất thiếu đi những sự sáng tạo và những sự chính xác. Mọi người không thành công. Trọng tài đã có những sự nhắc nhở với số 15. Bóng không thật sự tập trung của hậu vệ bên phía anh em. Chút chút nữa họ đã phải trả giá. Quả đá phạt với 3 cầu thủ xanh đứng hàng rào. Minh Đức. Bóng không qua hàng rào. Chưa có một tình huống phối hợp tấn công nào thực sự quá tốt. Rất hay. Minh Đức hơi đơn độc.
Minh Đức không có nhiều lựa chọn trong tình huống vừa rồi. Đánh đầu về phía 6:30, họ đang quá lạm dụng vào khả năng đánh đầu đến từ phía Toàn Hiện. Cơ hội dành cho anh em. Đá biên dành cho FC anh em. Sẽ có thêm một quả đá biên nữa. Đánh đầu! Bóng tìm đến sàng hàng. Văn Thắng. Bảo Khánh. Rất nguy hiểm. Những cú sút của số 9 bên phía đội bóng xanh là rất chất lượng. Bảo Khánh đang là điểm sáng trong đội hình của FC anh em. Mặc dù cho đội bóng này họ cũng chưa có được những sự gắn kết, nhưng những tình huống tỏa sáng cá nhân đến từ phía Bảo Khánh là rất cần thiết trong một thế trận như thế này. Cầu thủ áo số 9 đã chưa có được những sự may mắn để có được bàn thắng. Bên phía FC 6:30, họ cũng sẽ có sự thật được người đầu tiên. Vào sân là số 66 Nguyễn Phước Tùng. Và người dưới sân đó là số 34 Quang Hiện. Tiền đạo thi đấu cao nhất trên hàng tấn công của 6:30 kể từ đầu trận. Ngoài những tình huống đánh đầu, cầu thủ này cũng không để lại quá nhiều ấn tượng. Không thành công. Tiếp tục đường lấy bóng thuộc về anh em. Mọi người tốt, dứt điểm từ xa. Và xử lý vừa rồi là của Minh Thức. Ô bóng nguy hiểm. Sẽ có sự thân người tiếp theo bên phía 6:30. Như vậy Văn Thắng là người rời sân. Và người vào sân đó là số 90 Trần Bá Bảo. Bá Bảo cũng là một hậu vệ có tốc độ rất tốt. Không được. Chuyền quá mạnh. Không được. Như vậy sẽ là sự thật người tiếp theo dành cho FC anh em. Người nằm Nguyễn Đức Dũng sẽ rời sân để nhường chỗ cho số 16 Nguyễn Việt Toàn.
phá bóng sang ngoài biên của thủ thành Mạnh Cường. Rất nhanh sau đó là FC anh em tổ chức tình huống đá biên. Minh Thức, đây rồi, cơ hội đây rồi, không vào, rất đáng tiếc. Tình huống đi bóng rất hay của Bảo Khánh, cầu thủ đáng chú ý nhất bên đội hình của anh em. Lần này không phải là một cú sút trái phá nữa, mà đó là những tình huống rơi bóng đầy lắt léo, và nhảy múa trước hàng phòng ngự của 6:30. Phạm lỗi rồi. Bảo Khánh sau khi để cho đối phương qua mặt đã phải ôm đối thủ lại, ngăn cản một tình huống tấn công nguy hiểm. Một tình huống cố định đến với 6:30. Cú sút bóng tiếp tục là đội trưởng Minh Đức. Minh Đức ô bóng không dành cho ai. Sau khi kết thúc cơ hội dành cho anh em, cuối cùng thì không đã có bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu này, và người lập công không phải là ai khác, chính là số 9 Bùi Bảo Khánh. Kể từ khi vào sân thì cầu thủ này liên tiếp làm khổ hàng phòng ngự của 6:30, nhưng bây giờ thì thật may mắn đã không từ chối anh. Anh có khoảng trống, có thời gian, và trái bóng ở vừa rồi cũng ở một cự ly rất gần. Tất cả đã hội tụ lại bàn thắng mở tỷ số của số 9 Bùi Bảo Khánh. FC anh em là đội bóng thi đấu chủ động hơn ở trong hiệp thương thứ hai, và họ đã cụ thể hóa được sự chủ động đó thành bàn thắng. Bàn thắng đầu tiên của các đội xanh tại giải bóng đá Trung Minh mở rộng cúp soi qua lần một. Được chuyện không được. Pha phối hợp của 6:30 thì vẫn mang đến những sự đơn điệu và không quá nguy hiểm. Lợi thế đã đến với FC anh em, và bây giờ họ sẽ có được đà tâm lý tốt hơn đối thủ. Điểm sáng nhất cho lối chơi của anh em đó là Bảo Khánh cuối cùng cũng đã tỏa sáng. Dĩ nhiên là đội bóng hồng họ cần phải nhận ra điều này sớm hơn và đưa ra sự quan tâm đặc biệt với Bảo Khánh. Vẫn còn. Bá bảng. Và sáu bóng rất tốt của đội trưởng Mạnh Hùng. Mình đang có một trận đấu tuyệt vời, rất chắc chắn trong một trận phòng ngự. Có lẽ hai người thi đấu tốt nhất trong đội hình của FC anh em dưới thời tại đó là đội trưởng Mạnh Hùng, cùng với đó là số 9 Bảo Khánh. Quá nguy hiểm. Sau khi kết thúc trận đấu đầu tiên giữa anh em và 6:30, chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ hai là của đội sức 84 và 246. Tám tư là đội bóng có được chiến thắng trong trận đấu ra quân, còn 246 họ có một trận hòa với FC anh em. Rất khỏe. Cơ hội dành cho 6:30. Không được. Thêm một lần nữa thì Mạnh Hùng lại sạc bóng chính xác. Rất dũng mãnh.
huống đá biên lỗi. Nó thuộc về phía 6:30. Đúng lúc này như gọi khép lại trận đấu đã vang lên. Tỷ số là 1-0 dành cho FC anh em. Có rất nhiều những nỗ lực và cố gắng thì cuối cùng bên phía anh em họ cũng đã có được bàn thắng mở tỷ số, và bàn thắng đó do công của số 9 Bùi Bảo Khánh. Bảo Khánh cũng đã có được những sự may mắn sau khi mà anh tung ra rất nhiều những cú dứt điểm. Đây là ba điểm đầu tiên của FC anh em tại giải bóng đá Trung Bình mở rộng Cúp Sô Hòa. Và sau hai vòng đấu họ có chung cuộc là 4 điểm. Trong khi đó thì bên phía 6:30 họ đã phải nhận một trận